8 bí ẩn ly kỳ về ông già Noel chưa từng có ai nói cho bạn biết. Chào mừng anh em quay trở lại với xem gì hôm nay. Giáng sinh đang đến gần, anh em có kế hoạch gì chưa? Mặc dù Thiên Chúa Giáo không chiếm phần đông tại nước ta, nhưng đây vẫn là dịp lễ được nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Một trong số những điều yêu thích nhất ở dịp lễ này, đấy chính là ông già Noel. Không chỉ là một ông già bụng bự cưỡi xe tuần lộc, đi phát quà cho trẻ em, ông già Noel còn có nhiều điều bí ẩn mà anh em chưa biết đâu. Muốn biết thì xem video ngày hôm nay ngay nhá. 1. Ông già Noel được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật. Nhiều người cho rằng câu chuyện về ông già Noel chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng thực tế, ông già Noel lại xây dựng dựa trên một nhân vật có thật. Hình tượng nguyên mẫu của ông già Noel đó chính là Đức Giám mục Nicholas, một vị thánh người Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nhỏ, thánh Nicholas đã là người sùng đạo, một lòng tin vào Thiên Chúa và sở hữu tấm lòng bao dung, luôn quan tâm đến những người nghèo khổ. Đặc biệt, thánh Nicholas còn dành một tình yêu thương to lớn đối với trẻ em. Mùa đông hàng năm, ngài mặc những bộ quần áo bình thường và tìm đến những ngôi làng nhỏ để tặng quà cho trẻ em nghèo. Đây có thể được xem là một hình ảnh đầu tiên về ông già Noel tốt bụng, mang chiếc túi đầy ắp món quà và được bao quanh bởi các em nhỏ. 2. Ông già Noel có tên gọi khác là Sinterklaas. Santa Claus là một cái tên quen thuộc mà chúng ta vẫn thường dùng khi nhắc đến ông già Noel, nhưng đó là cái tên tiếng Anh của ông mà thôi. Những người ở Hà Lan gọi ông già Noel với cái tên gọi khác, đó chính là Sinterklaas, một giám mục đi từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác để tạo những điều thú vị cho trẻ em vào ngày 25 tháng 12, xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của thánh Nicholas. 3. Ông già Noel có bạn đời. Vợ của ông già Noel tất nhiên là bà già Noel rồi, không phải bà chúa tuyết đâu nha. Chuyện ngắn A Christmas Legend của James Rees viết năm 1849 là lần đầu tiên đề cập đến người bạn đời của ông già Noel. Sau đó, ý tưởng về bà già Noel được tìm thấy trong một số ấn phẩm văn học như tạp chí văn học Yale và tạp chí Harper. Tuy nhiên, khi bài thơ Goody Santa's Claus được lưu hành rộng rãi vào năm 1889 của Kaiserly Pace trên chuyến xe trượt tuyết, vợ của ông già Noel mới được phổ biến. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc vì sao bà già Noel không đi phát quà cùng chồng. Nhà có hai người, một người đi làm thì phải một người ở nhà cơm nước, chăm sóc nhà cửa chứ đúng không nào? Đi phát quà hết, nhỡ trộm lẻn vào lấy hết quà của các em nhỏ thì sao? 4. Trang phục màu đỏ của ông già Noel lấy cảm hứng từ Coca-Cola. Thực ra trước đây ông già Noel cũng rất thời trang, khi thì áo choàng xanh là cây, khi thì bộ đồ tím, xanh lam, nâu và một số các màu khác. Nhưng từ cuối những năm 1800, hình ảnh ông già Noel bắt đầu xuất hiện trong trang phục màu đỏ. Bộ quần áo màu đỏ viền trắng kèm thắt lưng đen của ông già Noel đã trở thành biểu tượng và được xem là trang phục cơ bản nhất cho dịp lễ Giáng sinh. Lý do mà ông già Noel mặc quần áo màu đỏ là vì lễ Giáng sinh diễn ra trong những ngày mùa đông đầy tuyết. Chiếc áo đỏ sẽ đem lại vẻ đẹp và sự nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. Bên cạnh đó, màu đỏ còn tượng trưng cho sự ấm áp, không khí vui vẻ và sự may mắn. Bộ trang phục màu đỏ của ông già Noel là lời chúc Giáng sinh an lành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đến năm 1931, mọi người lấy làm thích thú khi biết đến thông tin nghệ sĩ Harold Shapiro đã minh họa ông già Noel là một người đàn ông vui vẻ trong trang phục màu đỏ, theo một chiến dịch được quảng bá rộng rãi bởi Coca-Cola. 5. Ông già Noel xuất hiện từ ống khói. Trong cuốn sách A History of New York được Washington Irving viết vào năm 1809, mô tả ông già Noel là một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Câu chuyện của Irving cũng đánh dấu lần đầu tiên ông già Noel trượt khỏi ống khói. Truyền thống ông già Noel chui ống khói vào nhà tặng quà cho các em bé phổ biến ở nhiều nước châu Âu. Theo truyền thống ở Bắc Âu, khi chưa có Thiên Chúa Giáo, thần Odin thường vào nhà qua ống khói và bếp lửa vào ngày hạ chí. Trong chuyện dân gian Befana của người Ý, phù thủy tặng quà bị bụi than phủ khắp người vì chui qua ống khói vào nhà tặng quà cho trẻ em. Trong câu chuyện về thánh Nicholas, vị thánh này ném đồng tiền qua cửa sổ và phiên bản sau đó đã chui qua ống khói khi ông thấy cửa sổ bị khóa. Trong bức tranh ngày lễ thánh Nicholas của họa sĩ người Hà Lan Jan Steen, nhiều người lớn và trẻ nhỏ ngước lên nhìn ống khói với khuôn mặt chờ đợi háo hức, trong khi những đứa trẻ khác chơi đồ chơi vui vẻ. Lò sưởi được coi là nguồn gốc của phước lành và người ta tin rằng những người hậu cận của ông già Noel và những vị thánh thần sẽ mang quà qua chiếc cổng này.
Với các ngôi nhà không có lò sưởi, người ta tin rằng ông già Noel sẽ đến tặng quà thông qua cửa sổ. Vì thế, trẻ em trong những gia đình này thường treo tất của mình ở bên cửa sổ vào ban đêm Giáng sinh và đợi món quà xuất hiện vào sáng hôm sau. 6. Ông già Noel có bằng phi công và hộ chiếu. Điều này có lẽ sẽ làm không ít anh em bất ngờ. Năm 1927, chính phủ Mỹ chính thức cấp bằng phi công và hộ chiếu cho ông già Noel. Năm 2013, Canada cũng đã cấp hộ chiếu điện tử cho cả ông già Noel và bà già Noel. Trong một buổi lễ đặc biệt ở Toronto, Bộ trưởng xuất nhập cảnh Chris Alexander nói, giống như rất nhiều công dân Canada thích du lịch khắp trên thế giới, ông và bà già Noel đã rất xúc động khi nhận được chiếc hộ chiếu điện tử. Đây chính là chiếc hộ chiếu được chấp nhận ở mọi nơi và an toàn nhất trên thế giới, cho dù bạn đang đi bằng ô tô, thuyền hay tuần lộc. Canada thật sự rất là yêu thương nhân vật này. 7. Đội tuần lộc đặc biệt. Theo truyền thuyết, trong đêm vọng lễ Giáng sinh, ông già Noel xuất hiện cùng chiếc túi đầy ắp những món quà của mình ở trên một cỗ xe thần kỳ được kéo bởi những chú tuần lộc. Như mọi người vẫn thấy, gian tuần lộc của ông già Noel được mô tả gồm có 4 con chia thành 2 hàng cân bằng nhau. Tuy nhiên, ở nhiều nơi có sương mù dày đặc, 8 chú tuần lộc không thể di chuyển nhanh, khiến cho cả cỗ xe chậm lại và ông già Noel sẽ không phát kịp quà cho tất cả các bạn nhỏ. Do đó, ông đã tìm thêm một chú tuần lộc với chiếc mũi màu đỏ có thể phát sáng trong đêm tối làm thành viên thứ 9 dẫn đường cho mình. 8 chú tuần lộc đầu tiên được ông già Noel đặt tên theo thứ tự là Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dodder và Blitzen. Cuối cùng, chú tuần lộc thứ 9 dẫn đường với chiếc mũi phát sáng có tên là Rudolph. 8. Tại sao ông già Noel cho quà vào tất? Câu chuyện ông già Noel tặng quà cho trẻ em trong những chiếc tất xuất phát từ một giai thoại nổi tiếng khác của Thánh Nicholas. Giai thoại kể rằng, trong một lần đi dạo, Thánh Nicholas có gặp một gia đình nghèo có 3 người con gái đến tuổi cưới xin, nhưng vì nhà quá nghèo nên không thể lấy được chồng. Vậy là tối hôm đó, ngài đã bí mật thả những đồng tiền vàng từ ống khói của gia đình đó và kỳ diệu là chúng lại rơi trọn vào những chiếc tất được hòng bên lò sưởi. Sáng hôm sau, người cha phát hiện ra và vui mừng khôn xiết như có một phép màu, ông vui sướng thốt lên, cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành của ngài. Giai thoại về món quà Giáng sinh trong những chiếc tất của Thánh Nicholas được cho là nguồn gốc của việc treo tất bên lò sưởi để nhận được quà từ ông già Noel. Bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí, còn có một hoạt động khác không chỉ thế giới mà Việt Nam cũng khuyến khích các bạn học sinh thực hiện, đó chính là viết thư gửi ông già Noel. Đây là dịp để người lớn biết được nỗi niềm cũng như nguyện vọng của các bạn nhỏ. Rất nhiều em đã thể hiện khiếu hài hước từ bé với những lời thỉnh cầu bá đạo. Một cậu bé lớp 2 đã mong nhận được món quà hết sức bình dân từ ông già Noel. Cháu chào ông già Noel, cháu là Nguyễn Văn Nam, học lớp 2D. Cháu biết ông sẽ tặng quà cho các bạn nhỏ nên cháu muốn xin một chiếc iPad và một chiếc iPhone. Cháu cũng rất thích ăn kẹo nên mong ông tặng cháu nhiều kẹo nữa. Cháu hứa là cháu sẽ ngoan, cháu cảm ơn ông. Hay một cậu bé khác cũng xin iPhone nhưng không quên nhắc ông già Noel tặng kèm phụ kiện. Noel sắp tới rồi, cháu muốn một chiếc đồng hồ cát, yo-yo, điện thoại, iPhone và có kèm theo cả bút để vẽ lên điện thoại. Thế nhưng, bên cạnh đó, những bức thư ngây ngô, hài hước cũng có rất nhiều điều ước lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Gửi ông già Noel, cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt, lớp 1B. Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường, chỗ ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ, không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ, cháu tặng ông 3 viên bi màu của cháu ạ. Hoặc một bức thư khác từ một bạn nhỏ 10 tuổi. Cháu biết mẹ cháu đang bị ho rất nặng. Cháu chỉ có một mong ước duy nhất, đó là mẹ cháu sẽ khỏi bệnh. Chỉ vậy thôi, cháu chẳng mong muốn gì ngoài điều ước đó. Mong ông giúp cháu cảm ơn ông nhiều. Ông già Noel có thể chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng giá trị tinh thần mà nhân vật này mang lại là thật. Chúc các anh em và các bạn nhỏ có một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình và những người thân yêu. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên ấn like video và ấn theo dõi để ủng hộ xem gì hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.